Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thanh Luxury. Hôm nay mình làm cái clip này giới thiệu đến mọi người một số dòng máy cảm ứng của hãng Vertu mà phân khúc giá tầm trung thôi nha mọi người. Đầu tiên là mình có hai cây Vertu Contemplation Tooth, hai cây này còn gọi là Vertu Tooth nữa. Cây bên phải của mình là một cây Mid Gold nha mọi người, giá gần 30 triệu. Và cây bên trái này là một cây đính kim nguyên zin chính hãng luôn. Giá của cây này thì rất là ok luôn, giá chưa tới 13 triệu. Anh em nào sưu tầm, quan tâm những cây máy đời lạ lạ của Vật Tu, nó có thể chọn những cây này. Giá vừa chơi để sưu tầm được luôn. Mặt kính của những cái dòng máy Vật Tu thì được làm từ sapphire hết nha mọi người. Chống chảy xước tối đa luôn. Và tiếp theo cây này là Vertu Contemplation V. Đây là một cái dòng cảm ứng mà khá ít người biết tới. Giá của cây này rất là tốt luôn, chưa tới 10 triệu. Da của cây máy này màu cam nha mọi người. Cây này sử dụng hệ điều hành Android, bộ nhớ 32GB. Anh em sưu tầm thích cây này có thể inbox Thanh Luxury nha. Cả mặt kính của nó cũng được làm từ sapphire luôn, rất là bóng đẹp. Và cái dòng này thì mọi người cũng đã biết nhiều rồi và bên mình bán cũng khá là nhiều luôn. Đây là dòng Vertu Contemplation X 2017. Dòng này đợt này thì khá là phổ biến. Máy sử dụng hệ điều hành Android nha mọi người. Có đầy đủ các chức năng như CH Play. Anh em sử dụng cần online Zalo, Facebook đều có thể đăng nhập được. Cây này mặt sau da thuộc màu đen. Cây này da nâu. Tất cả những cây này đều là nguyên zin nha mọi người. Da zin luôn. Trên đây là gốm logo. Mặt kính. Những cây này tình trạng máy line new còn rất là đẹp luôn. Da nâu. Và cây màu trắng này. Cây này da trắng nha mọi người. Da trắng phối caro như thế này rất là đẹp. Hàng này thì hiếm hơn, lâu lâu mới có hàng về. Tình trạng cây này cũng là line new luôn, không một cấn trầy nào cả. Rồi, anh em theo dõi clip thì quan tâm cây máy nào, ghé địa chỉ của shop Thanh Luxury là 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Hoặc anh em nào ở xa thì cứ kết bạn Zalo hai số điện thoại hotline này để bên mình gửi hình tư vấn cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp mọi người tại một video kế tiếp.